Pretty enough. Hello there. My name is Jolene. So many of you guys have asked me to make a video to share my tips on how I learned English. Okay, so sorry for the delay because it has been a very long journey and I have to recall how I actually do it. If you are Vietnamese, you probably know that our educational system really focuses on practicing grammar instead of teaching or speaking conversational English. So that was the reason why I was struggling when I studied abroad when I was 15. I have seen many online advertisements claiming that they can help students to speak English fluently in just 3 freaking months. But let me tell you, it's impossible. When it comes to language, it takes time. If I don't want to say a lot of time. So the only key is practice makes perfect. And disclaimer, I'm not a native speaker. I'm not fluent. I do make mistakes. So easy, people. Ôi dồi, mới nói tiếng Anh vài câu mà méo hết cả mồm. Mình về Việt Nam chính thức đến thời điểm hiện tại là đã 8 tháng rồi. Mình cảm giác là kiểu tiếng Anh nó đang rời bỏ mình mà đi rồi ý. Thế thì tại sao khi mà mọi người hỏi mình cách học tiếng Anh như thế nào thì mình lại muốn tập trung cái video đầu tiên này về vấn đề giao tiếp? Tại vì giao tiếp mình nghĩ là một cái kỹ năng speaking ý, nó là cái kỹ năng quan trọng nhất trong tất cả các kỹ năng luôn. Tại vì nó là cái chìa khóa để các bạn có thể tương tác được với người khác một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thì cái thời gian mà mình mới qua Úc đó, mình đã cải thiện cái kỹ năng giao tiếp như thế nào. Mình cảm thấy 3 tháng ở Úc nó bằng 1 năm học ở Việt Nam luôn á. Tại vì sao? Tại vì ngoại ngữ là phải có môi trường. Thế thì với những cái bạn mà ở Việt Nam không có cơ hội đi du học thì họ sẽ làm như thế nào? Mình đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện của những cái bạn chia sẻ là họ rất là hay ra Hồ Gươm để gặp người du lịch, khách du lịch nước ngoài để mà thực hành tiếng Anh. Thì mình cảm thấy rất là nể những cái bạn như vậy luôn. Tại vì họ quá là chịu khó và quá là ham học, hiếu học. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách mà có thể cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh mà không cần phải đi ra khỏi nhà. Đó chính là sử dụng một cái phần mềm học tiếng Anh có tên là Cambly. Một cái app mà có thể giúp các bạn kết nối được với tất cả các cái giáo viên, người bản xứ, người nước ngoài khắp nơi trên thế giới mà chỉ cần một cái điện thoại. Mình ước là ngày xưa khi mà ít tuổi mình đã có những cái ứng dụng như thế này, nó sẽ làm cuộc đời của mình dễ dàng hơn biết bao nhiêu luôn. Đầu tiên chính là vấn đề về accent. Bạn muốn học giọng Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Anh hay là gì thì bạn có thể nhìn thấy ở đây là nó chỉ ra rất là rõ ràng là giáo viên của các bạn đến từ đâu và cái background của họ như thế nào, thậm chí có cả ảnh luôn. Tuy nhiên cái này mình thấy là thuộc vào sở thích của mỗi người thôi. Chứ còn cái việc mà nói accent gì ấy, mình thấy nó không có quan trọng. Giống như là mình đã từng học ở Úc, ở Mỹ, ở Anh và mình chẳng có một cái accent nào cụ thể cả ấy. Mà mình thấy là thập cẩm cũng hay đấy chứ. Ok, bây giờ mình không để các bạn đoán già đoán non thêm về cái app này nữa mà mình sẽ thực hành luôn với một giáo viên người bản xứ. Học với Cambly này thì nó rất là linh hoạt. Các bạn có thể lựa chọn là học bất cứ lúc nào, học trong vòng bao lâu, tùy thích luôn. Cảm giác tinh ở FaceTime nhỉ? Thích vãi. Culture. Yeah, for example, if you were to ask a Thai person where are you going, they would tell you in Thai language, Bay Tiao. And Bay Tiao means I'm just going somewhere. What, hey. What, you don't know? You don't know where you're going? I'm going to the market. Okay, it's okay. Not a secret. So, yeah. I live in an apartment and there was a security guy living downstairs. And every single time when I leave the house, he would ask me, where are you going? And I found it very annoying. Why would you want to know? So that's the reason why that person you were talking about, they say, I'm just going somewhere. Of course I know where I'm going. I just don't want to tell you. That's why I say that. You're in Australia as we speak. No. So I was in Sydney, but then the pandemic started. So I went back home to Vietnam now to save the rent and to be with my family. Right. So is this a temporary gap then? You can eventually go back to Australia and finish your studies? Well, or? I'm still doing everything online right now. So my okay. Yeah, so my studies is not disturbed, but I don't have a high hope of flying back to Sydney this year anytime soon. I think it's getting very serious still. Woo! Wow.
Mình bắt đầu là mình nghĩ là cái cuộc hội thoại này chỉ tầm độ 15-20 phút thôi, nhưng mà thực sự là thầy giáo của mình quá là cuốn và chú ý quá là nhiều năng lượng, và mình nói chuyện 40 phút luôn. Ok, sau khi mà xem cái khóa học demo của mình với thầy giáo vừa rồi thì các bạn thấy là có những cái gì là quan trọng để mà giao tiếp tiếng Anh tốt. Điều đầu tiên ý, đó là phát âm. Cái này vô cùng quan trọng luôn. Tại vì một khi mà các bạn đã nói sai từ đầu rồi ý, thì sau này học tiếng Anh thêm một vài năm ý, rất khó để sửa. Vì nó đã thành một thói quen rồi. Mà học ngoại ngữ, cái gì thành thói quen rồi ý, rất khó để sau này mình quay lại mình sửa. Mà tiếng Anh ý, trời ơi, nó quá đáng đến cái mức độ là viết đúng rồi, nói đúng rồi, nhưng mà nhấn trong âm sai người ta vẫn không hiểu. Thế mới ác chứ, cái ngôn ngữ gì mà ác ghê luôn. Khi mà các bạn học một cái từ mới ấy, thì hãy Google nó xem là trọng âm nhấn vào đâu và phát âm theo Google thế nào cho nó chuẩn. Và khi mà các bạn đang học cùng với cả giáo viên thì đừng bỏ quên cái cơ hội của mình để nhờ họ phát âm cho mình, thậm chí là nói đi nói lại cũng được. Và phát âm chuẩn nó còn cải thiện cả kỹ năng nghe của các bạn nữa. Các bạn biết tại sao không? Tại vì với một từ ấy mà các bạn phát âm sai thì khi mà người ta nói với cả bạn ấy, bạn sẽ không hiểu là người ta đang nói cái gì cả, mặc dù là bạn đã học cái từ đấy rồi. Và nếu như mà bạn đã học cái từ đấy rồi mà người ta nói ra bạn không hiểu chỉ vì bạn phát âm sai thì có phải là một điều đáng tiếc không? Xong rồi sau về nhà lại, à hóa ra là nói từ ấy à, tưởng từ gì. Vậy nên khi mà người bản xứ nói cái gì các bạn hãy imitate, có nghĩa là bắt chước lại, nói theo họ để mình cũng có cái ngữ điệu, cũng có cái action giống như họ. Và cái tip thứ ba để giao tiếp hiệu quả đó chính là trau dồi cho mình một cái vốn từ vựng thật là giàu có. Khi mà các bạn có nhiều từ vựng, các bạn mới có khả năng express được, diễn tả được cái tâm tư, cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của mình. Và các bạn nhớ là khi mà học từ vựng ấy thì phải xem là cái từ này là dành cho văn viết hay là do văn nói, cái này nó có formal quá để dùng hàng ngày không. Thì vì nó có một cái cụm từ gọi là colloquial language, có nghĩa là những cái ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày bởi người bản xứ, thì đấy mới là những cái ngôn ngữ mà các bạn nên học. Thay vì tìm từ vựng ở khắp nơi để mà nhồi nhét vào thì các bạn hãy học theo ngữ cảnh. Ví dụ như vừa rồi khi mà mình học cùng với thầy giáo, khi mà thầy giáo nói một cái từ gì đấy mà mình không hiểu thì mình hỏi là what does it mean. Và khi mà thầy giáo giải thích cho mình lại bằng tiếng Anh thì mình sẽ hiểu nó lâu hơn, tại vì mình bị ấn tượng về nó nhiều hơn. Và đặc biệt là trong Cambly, khi mà các bạn nói chuyện với cả thầy giáo ấy, nó có một cái cửa sổ chat. Các bạn chỉ cần viết một cái từ bằng tiếng Anh ra thì lập tức nó sẽ tự dịch sang tiếng Việt luôn, và ngược lại cho cả thầy giáo nữa. Và một cái điều mình thấy rất là hay về cái khóa học này, đấy là thầy giáo khi mà vào cái buổi học đầu tiên ấy, câu đầu tiên họ hỏi luôn luôn là mình muốn cải thiện điều gì, mình đang tìm kiếm cái điều gì. Họ quan tâm tới cái điều đó để mà tập trung vào cái nguyện vọng của mình trong cả buổi học. Cambly còn cho mình một cái option nữa ngay trước khi mình bắt đầu khóa học, đấy là nó sẽ hỏi mình là mình muốn giáo viên sửa lỗi cho mình ngay khi mình mắc lỗi, hay là sẽ tổng kết lại những cái lỗi của mình và gửi cho mình sau cái buổi học đó. Thì cái này mình thấy rất là tôn trọng người học, tại vì có những người họ đang nói mà ngắt lời họ luôn để sửa một cái lỗi ngữ pháp gì đấy của họ chẳng hạn, thì họ sẽ bị mất cái mạch cảm xúc và họ quên mất là họ đang định nói cái gì. Anh học giao tiếp tiếng Anh là cả một quá trình và cần rất là nhiều thời gian để luyện tập, nên là mình hy vọng là các bạn sẽ kiên trì ở trên cái chặng đường này. Mình tin là cái gì cũng phải có cái khởi đầu của nó, và cái khó khăn không phải là chặng đường khi bạn đang đi, mà khó khăn là bạn dám bắt đầu nó. Mình hiểu cái cảm giác là khi mà mình mới tiếp xúc với người nước ngoài ấy, là mình sẽ có cái gì đấy dè dặt và hơi mắc cỡ một chút. Có thể là mở cái app ra, ấn vào cái phần bắt đầu khóa học, có thể là cảm thấy hơi run tay, cảm thấy hơi kiểu e dè xấu hổ, đúng không? Nhưng mà mình tin là một thời gian ngắn thôi, nếu như các bạn chịu khó practice, luyện tập với cả Cambly một tuần 3-4 buổi, thì chắc chắn là trong một thời gian ngắn thôi, level của các bạn sẽ lên vù vù luôn. Và mỗi khi các bạn mở cái app này ra, các bạn ấn vào chọn giáo viên, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng là hào hứng, kiểu để xem là hôm nay mình sẽ nói chuyện với cả ai đây, để xem hôm nay là thầy giáo của mình đến từ nước nào đây, kiểu như thế. Đến một cái tầm ý mà các bạn mở cái app ra, các bạn cảm thấy là hào hứng, phấn khởi vì sắp được nói chuyện với một người nước ngoài. Nghĩa là khi các bạn đã được truyền cảm hứng để học một ngôn ngữ mới và các bạn cảm thấy tự tin. Và tất cả những thông tin về Cambly mình sẽ gói gọn lại và để ở phần miêu tả bên dưới video nhá. Các bạn check it out. À, và ngoài ra mình còn có một cái code học fuzzy 15 phút trên app của Cambly. You're very welcome.